I would like to have iced coffee. Iced coffee? Sure. 12, 16, or 20 ounce. 20 ounce, please. 20 ounce, that one? Yeah. Do you like some for cream? Yeah, please. Is that mocha? You want an iced mocha or do you want iced coffee? Iced coffee. Iced coffee? Yeah. Okay. There's no flavoring in it. That's fine. Okay. Sweet, right? No, it's not sweet at all. It's just iced coffee. Oh, I like to have... Oh, I will put the sugar in, right? You want to... Yeah, we can... Yeah. Yeah. It's going to be $3.50, please. Yeah. You want to chip it right there? Other way. Yep. Real tight. Real tight and hard. Show the sugar right here, in there. Oh no. Yeah, I can get that for you. Yeah. And I can store it. Yeah, how many would you like? I think 3, please. 3. There you go. Thank you. Cà phê đá của Việt Nam. Mình tới đây để mình muốn thử cà phê của Portland. Thôi nó khác cà phê của Seattle Best. I have straw. You got straw? Thank you. Ok, uống hai cà phê các bạn ơi. Uống thử nó ngon cỡ nào. Mọi người không uống nhiều đường, hôm nay uống nhiều đường luôn. Có nhiều đường bỏ hết cho các bạn. Còn có 2-3 tiếng nhưng giờ mình thích tham và làm được từ. Rồi giờ đi thấy cái mặt ba nồ rồi. Ra mặt ba nồ, mua đồ nồ ăn các bạn ơi. Cái gì cũng tiện hết không sao. Ví dụ như mình muốn order thì mình tới cái máy này mình order nè. Có tiền. Giờ đợi order mặt anh nào. Cái cà phê ngon lắm quá. Đấy rồi. Rồi giờ mình tới đây mình order nha. Start order ha. Rồi bắt đầu. Let me continue. Here, how to go. Here đi ha. Mình ăn đây đi. Here. Giờ mình ăn gì mình có coffee đây. Giờ mình ăn. Ủa giờ nó đang bán gì vậy trời. Nó bán buổi sáng nè. Ồ còn sớm nó bán buổi sáng. Nó không có gì hết. Chỉ có buổi sáng thôi. Oh wow. Breakfast home style. Cái gì cũng mắc hết các bạn ơi. Cái gì cũng mắc hết à. Nước nè. Ủa sao nó không có fan fry vậy ta? Ok, yeah, có đây nè. Bây giờ mình sẽ ăn cái mặt riêu đồ. Có cái này sạch sẽ. Người đứng xa chắc đợi điên luôn đó thầy ơi. Thôi bây giờ mình ăn mặt
mình ăn bắt nhiêu đồ nữa ha. Bacon nè, egg cheese nè. Ok. Ăn cái này để có lý nè. Bây giờ mình ăn sausage egg cheese mặc quy đờ. Mình thích ăn này nè. Lấy này đi thầy. Mình lấy no item only là tại sao? Là tại vì mình có nước, mình có cà phê rồi đó. Let the order. Ok. Ok. Ok, so tổng cộng cái order của mình làm cái sausage cheese mặt riêu ấy thì 3.89 nè các bạn. Ủa sao ở đây không có thuế? Ô, bọc lên không có thuế. I see. Hai các bạn, mình đang ngồi ở phi trường bọc lên nè. Ăn xong rồi chuyến sẽ ngồi. Bây giờ chỉ ngồi đợi lên máy bay thôi. Khoảng chừng nửa tiếng nữa là mình boarding xong rồi sẽ lên. Thì khoảng chừng 2 giờ, 3 giờ, 2 giờ rưỡi thì sẽ qua tới Santa Ana. Đi thì thấy sếp cũng không có gì, thấy người ta cũng thấy, các bạn thấy cái sau lưng không, người ta cũng ăn uống rồi vui vẻ lắm. Người ta cũng không có cái gì là đó, bên kia là chợ đó, tiệm đó. Còn bên đây là đó, mấy người ta cũng ăn uống vui vẻ lắm, không có gì hết. Không có gì là sợ hết, cứ việc đi thoải mái. Hồi mình mua vé đó thì là cái COVID nó cũng bớt rồi. Bây giờ tự nhiên cái nghe nó đùng đùng nổi lên thì mình không biết lý do tại sao, nhưng mà mình con mình thì mình thấy nếu mà mình cẩn thận mình đi thì hơi chậm chút xíu, cái gì cũng hơi chậm chút xíu. Thì mình đi mình sanitize nó, rồi mình lau bàn, mình ăn uống cẩn thận chút thì chắc không có sao. Tại vì người ta, mình suy nghĩ đi, những người mà họ làm về trong hãng hàng không này, người ta vẫn lại fly mỗi ngày mà, đúng không? Rồi mấy người đó giống như là mấy người fly attendant, là mấy người lean up ở đây, rồi những người bán vé cũng là bình thường vậy thôi, cũng đâu có gì đâu. Trong khi đó những người trong hospital người ta cũng phải đi làm mỗi ngày thì đâu có lý do gì mà mình không có travel, mình stop cái life của mình, đó là cái mình nghĩ thôi. Thì các bạn nghĩ sao cũng là chuyện của mỗi người, take risk của mọi người, nhưng mà mình thì mình thấy vậy đó. Từ cái ngày mà COVID-19 bắt đầu từ tháng 2 tới bây giờ đó, mình không có nghỉ ngày nào hết, ngày nào mình cũng ra đường, cũng đi làm, cũng activity, cũng này, cũng giống như cuộc sống bình thường. Nhưng mà mình rất là cẩn thận. Nếu chỗ nào cũng mình mang mask, sợ mask. Chỗ này ta kêu mang mask, nhưng mà tại mình ngồi rất là xa, thấy các bạn thấy bàn ghế rất là xa nên là mình không có cần mang. Nhưng mà mình lên máy bay, nhưng mà đi trên đường mà mình đi mà mình thấy những người họ đi với mình đó, gần mình là mình phải mang để cho mình tôn trọng người ta đó các bạn. Với là mình cũng take care mình luôn á. Bây giờ nói dài lại với các bạn tí xíu nữa rồi mình bay, rồi mình qua bên Santa Ana có gì vui thì mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Give me a thumb up and subscribe, okay? Thumb up and subscribe. Phi trường bật lên lớn nha các bạn. Lớn hơn, mình thấy lớn hơn phi trường SeaTac Airport á. Người ta có cái rolling mà quát cho mình đi nè. Có mấy người họ đi vô trong đó đấy. Mình không cần đi ngoài thôi. Phi trường Portland này coi hình như tới 3.000 mẫu đó các bạn. Rộng lớn lắm. Rồi có hai cửa, cửa Bắc với cửa Nam. Mà rồi họ chia ra làm 5 cái terminal khác nhau, quận khác nhau. Tất nhiên là A, B, C, E để mà cho nhiều cái cánh máy bay, bay international, bay. And also we are adjusting our in-flight service. I'm on set, right? Yeah, you're in the right place, Santa Ana, exactly. Yeah. And then let me click your seat, 20A. Currently you don't have anyone next to you. That might change because it is a full flight, but currently you've got A and B, 20A and B.
Thank you. No problem. I'm burning out. Yeah, okay. All right, thanks. Phi trường này hồi trước á, là 19 triệu khách của một năm nha các bạn. 19 triệu khách du lịch một năm á. Ghê không? Vậy đó. Vậy mà còn đi travel chưa được đó các bạn ơi. Alaska Airlines. Chuyến bay này nè, trời ơi mừng quá, đậu tới nơi rồi. Chuẩn bị bỏ đồ lên là tí mình đi chiếc xe này các bạn ơi. Rồi, có hồi lên rồi đó. Speaking on behalf of Lufthansa flight Qatar, welcome for Alaska flight 2035. Rồi mình nó cũng cho mình một chỗ để cái bóp luôn các bạn ơi. Không có ai đi hết trơn á. Thì bay thôi. Thì
chơi cũng đẹp, biết chắc là qua Cali thì sẽ đẹp hơn nữa, nắng hơn nữa. Thì có gì mình qua bên đó mình sẽ quay thêm cho các bạn coi nữa ha. Còn bây giờ thì bye đây, thì các bạn give me a thumbs up, subscribe and give me a lot of like. Mình chúc các bạn vui vẻ ha, lúc nào cũng tươi vui hết nè, lúc nào cũng thích coi video của mình hết. Ok, give me a thumbs up. Bye.